Chào Nị. Nị ơi, Nị biết không, có một thành phố ở Tây Ban Nha tên là Malaga. Thì á, trước đây á, người ta hay sử dụng những cái tấm bạt nhựa để che nắng cho những cái con đường đi bộ. Nhưng mà trong những cái cư dân của thành phố đó có một cô tên là Eva Pacheco. Cô á, là một giáo viên dạy đan móc. Thì á, cô thấy á, là mấy cái tấm bạt này nó xấu quá đi, nên á, là cổ đã quyết định cùng với những học trò của mình đan những cái tấm che nắng khổng lồ nhiều màu sắc như vậy nè nị, nhìn rất là đẹp đúng không nị? Thì á, trong suốt mùa dịch không có ai được đi đâu ra ngoài hết á, nhưng mà nhờ những cái tấm bạt này mà mọi người trong lớp học thêu của cổ thấy vui hơn và cũng có việc làm mỗi ngày nữa. Sau đó thì mấy tấm bạt này cũng giúp thành phố có thêm nhiều khách du lịch hơn, và người dân khu phố này cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi mà được đi dưới những cái tấm bạt xinh đẹp như vậy nè. Đó, mày thấy không? Mỗi người một kiểu đóng góp ha. Mùa dịch á, thì bác sĩ chữa bệnh, còn những người thợ thủ công như cô Eva đây á, thì vẫn có thể tặng mọi người những cái liều thuốc tinh thần quý giá như vậy nè. Nhờ vậy mà mọi người đều được hạnh phúc và khỏe mạnh hơn. Đó, cái này cũng giống như cái chuyện cô nói hôm trước với Nị á, mình vui chung với niềm vui của mọi người thì nó sẽ vui hơn nhiều là mình vui một mình. Nị nhớ nha, mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị.